Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Thì quý vị nào đã lỡ bấm vào video này của em Thọ thì anh chị nhớ xem hết video để mình cảm nhận được cái cơ hội mà em Thọ muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay anh chị nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu với anh chị một lô đất thuộc block G1 có diện tích là 5 × 20 100m² tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì cái vị trí lô đất này thì cũng được em đánh dấu bằng cái mũi tên ở trên màn hình cho anh chị dễ hình dung vị trí lô đất này trên tổng thể dự án nó nằm ở đâu. Và lô này là một lô đất nằm ở hướng nam, nằm trên trục đường N11 có lộ giới là 12m. Và lô này 100m² hiện tại bán giá rất là tuyệt vời luôn anh chị ạ. Chỉ có 1 tỷ 100 triệu thôi mà lô này thì đã có sổ rồi mà giá là siêu rẻ luôn. Giá này em xin đảm bảo với tất cả anh chị là tìm không có tại dự án Cát Tường Phú Hưng ở những phân khúc 100m² đâu anh chị nhá. Thì từ 100m² bây giờ giá rẻ nhất cũng phải 1 tỷ 2 rồi. Nhưng mà lô này ấy thì là đang bán rẻ hơn thị trường là 100 triệu do anh chị khách hàng này đang cần tiền làm ăn ở trên Sài Gòn ấy, nên là anh chị bán với giá này. Thì để cho anh chị có thể xem trực quan hơn về lô đất này, trên thực tế thì em cũng có quay cho anh chị một cái video bằng flycam để cho anh chị xem thực tế. Thì lô đất này thì thuộc block G1, đường của nó là đường 12m, và đường này thì là lộ giới là lòng đường 6m và vỉa hè mỗi bên 3m anh chị nhá. Cho nên là xe hơi mình để trên vỉa hè hay là xe hơi tránh nhau trên đường là nó rất là dễ. Lô này thì giá tuyệt vời quá rồi anh chị ạ, nó gần khu dân cư hiện hữu nữa anh chị nhá. Lô này cực kỳ rẻ cho anh chị khách hàng nào mua để mình xây nhà anh chị này. Sổ sẵn rồi, mình không lo về vấn đề pháp lý nữa. Mua là mình trồng tiền cọc rồi hẹn ngày đi công chứng tại phòng công chứng thôi. Mà lô này thì lại gần khu dân cư hiện hữu, được 100m². 100m² thì mình xây nhà thoải mái rồi anh chị ạ. 100m² mình xây cực kỳ rộng luôn. Đấy mà lại được xây dựng tự do anh chị nhá. Lô này thì xây dựng tự do và đường N11 lại thông ra đường Trường Chinh anh chị ạ. Và lô này thì nó lại nằm gần trung tâm thương mại nữa, nó cách trung tâm thương mại khoảng 50m thôi. Cái khu vực mà vây tôn là khu vực trung tâm thương mại anh chị nhá. Lô này tính ra giá là chỉ có 11 triệu một mét vuông thôi anh chị ạ. Nếu mà cái giá này là cực kỳ rẻ rồi. Mà trong khi những cái lô thường, những cái lô không được đẹp 80m², 87,5m² thì giá thị trường bây giờ nó cũng rơi khoảng 12 triệu rưỡi một mét rồi anh chị. Mà lô này 100m², đường 12m mà bán với giá chỉ có 11 triệu một mét vuông thôi thì giá này là quá là rẻ. Và em xin đảm bảo với tất cả anh chị là đối với dự án Cát Tường Phú Hưng, anh chị cứ đi tham khảo thoải mái. Những lô 100m² không có lô nào mà giá 11 triệu một mét vuông đâu anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Và lô này lại không có vướng lỗi phong thủy anh chị nhá. Nó không có vướng hố ga hay trụ điện gì hết. Cho nên là mình mua đầu tư hay mình mua xây nhà cũng rất là tuyệt vời. Và cái điểm cộng cực kỳ lớn là tại dự án Cát Tường Phú Hưng bây giờ ấy, lượng nhà dân vào xây dựng khá là nhiều. Cho nên là mình mua mình về xây nhà cũng rất là tuyệt vời rồi, nó không còn vắng như ngày trước. Cũng như là nếu mà mình đầu tư ấy, đối với những cái lô nó rẻ như vậy ấy, thì cái tính thanh khoản của nó rất là tốt. Giống như thị trường bây giờ 1 tỷ 2 mà mình mua giá 1 tỷ 1 ấy, thì sau này mình ra hàng rất là dễ anh chị ạ. Và lô này là do chủ đất cần tiền. Em không biết là họ cần tiền gấp như thế nào, nhưng mà họ kêu giá này là giá cực kỳ rẻ rồi anh chị. Và giá này bán gấp đấy anh chị, 100m² chỉ có 1 tỷ 1 thôi. Đấy, giá này hầu như Cát Tường Phú Hưng là hiện tại không có. Giống như anh chị mà xem video của em Thọ ấy, thì những cái lô 5 x 17 năm bây giờ á, thì cũng bán với một mức giá là 1 tỷ 1 năm chục rồi. Còn những lô mà 5 x 16 bây giờ ấy là bán 1 tỷ 050 đến 1 tỷ 1 rồi anh chị ạ. Còn lô này thì bán 100m² mà bán chỉ có 1 tỷ 1 thì giá nó quá là rẻ. Và lô này là một trong những cái cơ hội cho anh chị khách hàng nào nhanh tay mình xuống tiền đầu tư lô đất này. Thì em đảm bảo là lô này từ giờ tới cuối năm giá của nó phải lên khoảng 1 tỷ 4 đến 1 tỷ rưỡi đấy anh chị ạ. Lô này em đảm bảo luôn. Đường là đường 12m. Vì giá nó đang rẻ hơn thị trường cả 100 triệu rồi, cho nên là mình đầu tư rất là dễ anh chị ạ. Giá này nếu tính giá thị trường là giá ngộp đấy anh chị. Thì anh chị nào mà mua lô đất này ấy, thì
thực sự mà so với giá đất dân cũng đang rẻ hơn đất dân rất là nhiều. Bây giờ đất dân thì nó những cái khu giống như khu Đồng Phú hoặc Đồng Xoài nó ở xa ấy, đường bê tông chỉ có khoảng 4m, 5m thôi, nó không có vỉa hè, nó không có tiện ích, mà bây giờ 5 x 30 hoặc 5 x 40 và có 100 mét thổ cư thì bây giờ cũng bán 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 rồi. Thì lô như vậy trong khu dân cư tiện ích như vậy nằm vị trí trung tâm đắc địa thì giá này là cực kỳ rẻ. Thì anh chị khách hàng nào nhanh tay đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại là 0983023974 thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin sổ sách cho anh chị tham khảo. Thì anh chị nào thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một like và nhấn đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông để khi em Thọ ra những cái video mới về khu dự án Cát Tường Phú Hưng hay có những cái lô đất đầu tư giá rẻ thì em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.